Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, tình hình tại Ukraine trong những ngày đầu năm 2015 thì có những diễn biến rất đáng lo ngại, có thể đẩy cuộc nội chiến ở quốc gia này thành một cuộc chiến lan rộng. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thì tuyên bố thực hiện kế hoạch tổng động viên trong 10 ngày để huy động 100.000 người nhằm đối phó với đợt tấn công chiến lược của chính quyền Ukraine theo cái gọi là chiến dịch chống khủng bố nhằm vào miền đông quốc gia này. Đồng thời, Quốc hội Ukraine cũng đã kêu gọi quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga và công nhận Cộng hòa Donetsk và Cộng hòa Lugansk là tổ chức khủng bố. Chính vì vậy, chủ đề cho chương trình Người quan sát tuần này của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính là bước leo thang chiến tranh nguy hiểm tại Ukraine. Chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, nguyên trưởng cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga. Và đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia phân tích chính trị quân sự quốc tế. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những diễn biến rất đáng lo ngại về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Trong 3 tuần trở lại đây, tổng số người thiệt mạng do giao tranh tại miền đông Ukraine đã lên tới 222 người, đa phần là dân thường. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng đã vượt quá con số 5.300 người và hàng triệu người phải đi tị nạn hoặc rơi vào cảnh vô gia cư. Điểm nóng mới nhất là thành phố Debaltseve, vốn là trạm trung chuyển tàu hỏa giữa hai khu vực do phe ly khai kiểm soát là Donetsk và Luhansk. Cùng lúc đó, lực lượng này cũng đang đẩy mạnh tấn công và tổng động viên để nâng quân số lên 100.000 người nhằm đáp trả việc Kiev ra sắc lệnh tuyển quân lên tới 50.000 binh sĩ. Bên cạnh đó, các vòng đàm phán của nhóm tiếp xúc liên tục thất bại khi các bên không thể tìm được tiếng nói chung để cùng thực thi lệnh ngừng bắn đạt được tại Minsk. Tình hình này đã khiến Washington tuyên bố sẽ cân nhắc nghiêm túc về việc viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội Kiev. Đây được coi là lựa chọn thứ hai sau khi phương án đầu tiên là các lệnh trừng phạt kinh tế Nga thất bại. Ngay lập tức, Moscow đã lên tiếng chỉ trích động thái này và cảnh báo việc viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ phá hoại mối quan hệ Nga và Mỹ. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, như vậy là đã gần một năm trôi qua kể từ ngày diễn ra cái cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thì những cái cụm từ ví dụ như là căng thẳng leo thang hoặc là giao tranh dữ dội vẫn là những từ mà người ta dùng để miêu tả về cuộc khủng hoảng tại đây. Vậy thì là một người theo dõi cuộc khủng hoảng này ngay từ thời điểm đầu khởi phát, thì ông có nhận định như thế nào về những cái diễn biến rất đáng lo ngại gần đây? Cho đến thời điểm này thì giới phân tích chính trị của rất nhiều nước trên thế giới cũng đều chung một quan điểm cho rằng là Ukraine hiện nay đang trở thành một chiến trường trong một cuộc chiến tranh địa chính trị toàn diện do Mỹ và NATO tiến hành để chống lại nước Nga, thậm chí là nhằm làm tan rã nước Nga. Cái cuộc chiến tranh địa chính trị này diễn ra trên rất nhiều mặt trận: kinh tế, ngoại giao, chính trị, quân sự, chiến tranh mạng, vân vân, đến tâm lý. Thế thì đó là đẩy đất nước Ukraine trở thành đẩy cái khủng hoảng leo thang lên mức cái sức nguy hiểm. Và lần đầu tiên sau chiến tranh thế lần hai thì ngay giữa lòng châu Âu bùng phát cuộc chiến tranh mà có thể đẩy thế giới thành một chiến tranh lớn, thậm chí là chiến tranh thế giới lần thứ ba. Và tình hình ở Ukraine hiện nay thì nó gần như tương đồng đối với tình hình của nước Đức đầu năm 30. Đặc biệt rằng đầu năm 30 thì lực lượng quốc xã liên cầm quyền, và chính vì vậy nên đã dẫn thế giới đến cuộc chiến tranh thế lần hai. Hiện nay ở Ukraine thì cũng rất đáng lo ngại, tức là lực lượng phát xít mới cũng nổi lên cộng với lực lượng dân tộc cực đoan, cộng với tổ chức khủng bố đang đẩy Ukraine trở thành một ngòi nổ, một mũi lửa của trong ngòi của chiến tranh rất lớn ở chỉ giữa lòng châu. Cho nên vừa qua thì báo Gran Cuba, cơ quan trung ương của đảng sản Cuba còn đăng một bài bình luận và nhận định hiện nay nước Nga đang nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn thế giới tránh một cuộc thảm họa chiến tranh thế giới mới. Và nói về cụ thể thì chiến sự như cái băng tổng hợp vừa rồi chúng ta thấy thì tình hình leo thang xung đột hiện nay ở Ukraine là hết sức lo ngại, một cuộc nội chiến ngày càng lan rộng. Và vì sao lại có chuyện đó thì chúng ta có thể thấy rằng là diễn biến về tình hình chiến với Ukraine thì nên phát triển qua hai giai đoạn. Giai đoạn một tức là từ tháng 4 năm 2014 cho đến tháng 9, trong thời điểm đó thì chính quyền Kiev là thực hiện chiến dịch chống khủng bố để nhằm tiêu diệt lực lượng ở miền đông đòi liên bang hóa. Và đến tháng 9 thì họ đứng trước nguy cơ thất bại, và chính vì đứng trước nguy cơ thất bại cho nên họ buộc phải chấp nhận đàm phán cái thỏa thuận ở Minsk chúng ta đã biết. Và sau thỏa thuận Minsk tạm thời ngừng bắn thì chính quyền Kiev tranh thủ cơ hội đó
để tái bố trí lực lượng, trang bị thêm vũ khí nhập của rất nhiều nước khác nhau và chấn chỉnh lại lực lượng. Bắt đầu đầu năm 2025 thì họ mở một tấn công vào Donetsk và Lugansk và định là làm tan rã, làm thất bại thì lực lượng đòi liên bang hóa, nhưng mà hoàn toàn bất ngờ họ lại bị phản công quyết liệt. Vì nay họ đang bị bao vây ở trên một cái chảo lửa, tôi gọi là chảo lửa Debaltseve. Thế nên khoảng 20.000 quân Ukraine đang bị bao vây ở khu đó. Chính quyền Donetsk Lugansk họ ra tuyên bố là chỉ nếu họ yêu cầu là lực lượng này phải đầu hàng, bỏ lại toàn bộ vũ khí và cam kết là không tham gia chiến dịch chống khủng bố thì họ sẽ cho trở về nhà. Cho nên đây, nếu mà Ukraine thất bại trong cái chảo lửa Debaltseve thì toàn bộ chiến dịch quân sự của Ukraine hiện nay là gần như bị phá sản hoàn toàn. Tình trạng hiện nay là nói là như vậy. Tên chị Thương. Vâng ạ, xin cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, đại tá Lê Thế Mẫu cũng vừa nhắc đến một cái chảo lửa tại Ukraine hiện nay, đó chính là Debaltseve. Và chúng ta cũng có thể thấy là trong những ngày vừa qua thì đã có những cái lời kêu gọi, những cái lời yêu cầu về lệnh ngừng bắn tại cái địa phương này. Những đề xuất này thì đã được chính quyền Ukraine chấp nhận, nhưng sau đó thì đã không được tuân thủ nghiêm chỉnh. Vậy thì ông nhận định như thế nào về những động thái này? Cứ mỗi lần chiến sự rồ lên dữ dội trong những tháng qua ở khu vực miền Đông ấy, thì lại hoạt động ngoại giao lại rất hối hả, và sau đấy thì cũng có những cái thỏa thuận ngừng bắn thường xuất phát từ bên này hoặc bên kia. Và vừa qua phải nói là kể từ giữa tháng 1 năm nay ấy, thì chiến sự lại leo thang dữ dội như phần tổng hợp chúng ta cũng đã thấy. Thì và trong cái đợt này ấy, thì có thể nói là những kết quả lớn hơn ấy, thì ở về phía là lực lượng đòi độc lập ở vùng miền Đông, ở hai nước Cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk. Chẳng hạn thời gian qua thì họ đánh chiếm được sân bay Donetsk, rồi là gần đây, tương đối gần đây thì là những cái chiến sự xung quanh Debaltseve đấy, và gây ra phía quân đội Ukraine nhiều thiệt hại, tất nhiên thương vong cả hai bên. Thì có thể nói là lực lượng đòi độc lập ấy, là ở một cái thế tiến công hơn và đạt nhiều kết quả hơn. Mà nhiều nguồn tin của phương Tây cho biết là trong thời gian qua, từ tháng 9 cho đến gần đấy, thì lực lượng đối lập và đòi độc lập ở vùng miền đông Ukraine đã chiếm được thêm, là nới rộng vùng kiểm soát của mình ra thêm khoảng 500 hơn nữa km vuông. Thì có thể nói cái thế của họ là đạt được những kết quả tốt hơn. Và vừa rồi thì cũng có cái kêu gọi ngừng bắn từ phía Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu. Rồi sau đấy sớm nhất hôm 6 thì chính nước Cộng hòa tự xưng Donetsk cũng đề xuất ngừng bắn. Những cái ngừng bắn vừa qua mà đã kêu gọi đã đạt được ấy, thực chất để giải quyết những vấn đề nhân đạo cụ thể trong những ngày chiến sự thôi, để cho dân thường thoát ra khỏi cái vùng đang gay cấn đấy, chứ cũng chưa đi đến những cái giải pháp nào triệt để cả. Thì bởi vì hiện nay về mặt khủng hoảng Ukraine cũng như chiến sự ở vùng miền đông Ukraine này chưa phải giải pháp triệt để, chưa phải giải pháp tổng thể đáp ứng được yêu cầu của các bên. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, gần đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những thông tin về đội quân chiến đấu trong hàng ngũ của quân đội Ukraine, như là NATO đang sử dụng quân đội Ukraine như một vũ khí để chống lại Nga hơn là bảo vệ quyền lợi của Ukraine. Vậy thì ông bình luận như thế nào về những cái thông tin của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra? Thì tuyên bố Tổng thống Nga chẳng qua nói lên một thực tế hết sức rõ ràng ở Ukraine hiện nay, tức là Mỹ và NATO đang thực hiện một cuộc chiến tranh qua tay người khác. Đây là một chiến thuật của Mỹ và NATO sau khi họ đã thất bại sau lây công an của chiến tranh Afghanistan và Iraq. Thế thì họ bắt đầu họ chuyển sang một cái chiến thuật mới, tức là thực hiện cuộc chiến qua tay người khác. Điểm duy nhất của chiến tranh này là Syria vừa rồi. Thì trong 7 năm vừa qua, tức là họ sử dụng các cái tổ chức lực lượng đối lập, nhưng trong đó đóng vai trò then chốt chính là các tổ chức khủng bố đến từ khoảng 30 nước để tiến hành cuộc chiến tranh lật đổ Assad. Hiện nay Ukraine đang gặp lại một kịch bản tương tự, tức là thực chất mà nói cái cuộc chiến tranh hiện nay ở Ukraine gọi là cuộc chiến chống khủng bố, thì lực lượng chủ chốt chính là lực lượng đánh thuê, lực lượng dân tộc cực đoan, lực lượng thậm chí là cả hàng nghìn binh sĩ người Ukraine đã từng tham gia trong cuộc chiến của lực lượng Hồi giáo Iraq ở Syria. Bây giờ họ quay trở về, họ tham gia cái lực lượng chống khủng bố này của chính quyền Ukraine. Cho nên thực chất mà nói đây là cuộc chiến qua tay người khác, mà như Tổng thống Nga Putin nói đây là đội quân đánh thuê của NATO. Họ thực hiện một cái mục tiêu khác của một những thế lực khác ở bên ngoài Ukraine, chứ không chỉ vì mục đích của đất nước Ukraine. Tôi cho rằng là đến thực tế, chẳng qua là trong thời gian vừa rồi thì Tổng thống Nga Putin không muốn nói lên sự tận thế, sự phụ phàng, và ông luôn luôn kêu gọi sự đối tác đối với phương Tây, để thêm đối với Mỹ và nước NATO. Đến thời điểm này thì ông đã vượt ra khỏi mọi sự chịu đựng để nói lên sự thật, để tất cả thế giới đều biết, và
bởi vì là chiến tranh đường Nga nó bị xuyên tạc cái sức là thô bạo, và ông phải nói lên sự thật đó. Và theo tôi thì qua theo dõi dư luận quốc tế cũng như bình luận của rất nhiều chuyên gia phân tích, kể cả chuyên gia Mỹ, họ cũng đã khẳng định rằng là lực lượng Đông Nam Ukraine hiện nay Donbas Lugansk đang thực hiện một cuộc chiến tranh chống lại đội quân đánh thuê. Họ nói rằng thế, thế họ là NATO, họ đứng của đội quân đánh thuê, còn ông Putin nói rằng đây là đội quân đánh thuê của NATO. Đây là thực tế. Vâng, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Pháp, đáp lại thì phía Tổng thống Mỹ Obama cũng đã đưa ra những cái nhận định của mình, ví dụ như là thừa nhận rằng Washington đã làm trung gian trong cái vụ chuyển giao quyền lực tại Ukraine. Vậy thì cái vai trò của Mỹ trong cái vụ khủng hoảng tại Ukraine là như thế nào? Đúng là khi Tổng thống Obama trả lời CNN thì dư luận khắp thế giới, từ chính khách đến giới chuyên gia đến các nhà bình luận ấy, thì đã bình luận rất rõ ràng. Và nói chung thì người ta coi đây là một cái sự thừa nhận ở một cái mức độ nào đấy, một mức độ nhất định ở cấp cao của Mỹ về cái sự dính líu của Mỹ tới những cái tiến trình gần đây mà có thể nói thẳng là trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Thì thực ra nói từ tháng 11 năm 2013 cho đến tháng 2 năm 2014, tức là khi ở thủ đô Kiev, quảng trường độc lập, Maidan diễn ra những cái cuộc biểu tình dài ngày, thì lúc ấy cũng đã có những thông tin rất cụ thể, và phía Mỹ thực ra cũng thừa nhận là đã có những cố vấn của Mỹ về biểu tình, rồi Mỹ có những cái tài trợ về tiền bạc cho những cái lực lượng biểu tình để mà chống lại Tổng thống Yanukovych lúc đó. Và các cái sứ giả của Mỹ, tức là các cái phái viên, các nghị sĩ vân vân đã ra quảng trường hô hào về sát cảnh với những người biểu tình để chống lại chính quyền của ông Yanukovych. Những cái đó trên truyền thông và từ phát biểu các chính khách là đã rõ rồi. Thì như vậy cái vai trò của Mỹ tham gia vào đấy là cũng rõ. Nhiều thông tin cho biết là những người biểu tình được huấn luyện, được tập huấn theo những cái gọi là những cái sách giáo khoa và các cái cơ quan chức năng của Mỹ về mặt thực hiện cái cuộc biểu tình. Những cuộc cách mạng màu trước đây năm 2004 ở Ukraine, cách mạng da cam, thì các thông tin cũng đã được khẳng định là sự tài trợ, sự tham gia của Mỹ rất rõ. Và những cái tiến trình gần đây sau khi mà chính quyền mới ở Kiev đã lên thì phía Mỹ rõ ràng khẳng định cái sự đứng về phía chính quyền mới Kiev rất rõ rệt, cái đó thì dư luận đều thấy cả. Cho nên là vai trò của Mỹ ở đây là rất lớn và xuyên suốt, và dư luận thấy rõ. Vừa rồi ông Obama nói trả lời CNN đấy thì cũng là những cái lời lẽ cũng là chưa rõ ràng lắm, đang cân nhắc, nhưng dư luận thấy được cái sự can dự của Mỹ ở cái tiến trình khủng hoảng của Ukraine. Vâng, xin được cảm ơn hai ông. Thưa quý vị và các đồng chí, chính vì những căng thẳng tại Ukraine mà vào ngày 6 tháng 2 vừa qua thì Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Kiev và Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Kết quả của chuyến thăm này như thế nào và có tác động ra sao đến việc hóa giải điểm nóng tại Ukraine? Trước khi trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Rạng sáng ngày 7 tháng 2 theo giờ Việt Nam, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm tìm ra những sáng kiến mới giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine đã kết thúc. Không một thỏa thuận nào được thông qua. Phát biểu với báo giới sau khi cuộc gặp kết thúc, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, sau cuộc gặp mang tính xây dựng này, nội dung văn kiện chung về thực thi các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Minsk hồi tháng 9 vừa qua sẽ được soạn thảo. Cuộc hội đàm ba bên này diễn ra chỉ một ngày sau khi bộ đôi lãnh đạo Đức-Pháp có chuyến công du tới Ukraine để thảo luận với Tổng thống Piotr Poroshenko về vấn đề tăng thêm quyền tự trị cho phe ly khai ở miền Đông, mở đường cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tuy nhiên, kết quả tích cực nhất mà cuộc đàm phán này mang lại chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài trong vài giờ sáng ngày 6 tháng 2 và mở một hành lang nhân đạo đưa người dân tại Debaltseve đi sơ tán. Cùng lúc đó, tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh tại Munich, Đức, Phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ và châu Âu sẽ sát cánh với Ukraine nhằm ngăn chặn việc Nga mong muốn vẽ lại bản đồ châu Âu. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng úp mở về khả năng Tổng thống Obama sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng viện trợ vũ khí cho Kiev. Trước tình hình này, giới quan sát nhận định nhà lãnh đạo Pháp và Đức tiến hành đàm phán con thoi giữa Kiev và Moscow cho thấy họ không muốn chấp nhận giải pháp quá rủi ro của Mỹ là viện trợ vũ khí sát thương. Như vậy, hiện chỉ có thể kỳ vọng các bên liên quan có thể tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán nhằm hoàn tất càng sớm càng tốt một văn kiện chung về việc thực thi thỏa thuận Minsk. À,
Thưa đại tá Lê Thiên Mẫu, theo ông thì tại sao Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel lại tới thăm Kiev và Nga trong cái bối cảnh này? Cái chuyến thăm của Tổng thống Pháp Hollande với Thủ tướng Đức Merkel đến Ukraine sau đến Nga thì cho rằng chuyến thăm rất đặc biệt, nó thể hiện một cái sự động thái rất mới trong nội bộ của NATO và giữa NATO với giữa các nước châu với Mỹ. Rõ ràng là trong nội bộ của NATO hiện nay đang xuất hiện những cái quan điểm tương đối độc lập, tức là không đồng quan điểm với Mỹ thì chủ trương tiến hành cuộc sử dụng giải pháp quân sự để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Còn các nước châu hiện nay thì bắt đầu là thiên về xu hướng là giải pháp cuộc khủng hoảng bằng đường tiến trị của ngoại giao. Còn trong bối cảnh là Mỹ đang cân nhắc cái việc viện trợ vũ khí nóng cho Ukraine, nếu Mỹ viện trợ vũ khí nóng cho Ukraine thì có thể đẩy cuộc chiến tranh xung đột ở Ukraine trở thành một cuộc lan rộng và trở thành một cuộc chiến tranh lớn, đe dọa trước hết là lấy an ninh và của người châu. Cho nên cần châu thì xuống lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy lần đầu tiên đồng châu còn quan điểm tương đối độc lập trong vấn đề giải quyết khủng hoảng Ukraine đối với Mỹ. Đây là đề là cái nhất. Nguyên nhân thứ hai là gì? Hiện nay là chính quyền của Ukraine đang thất bại trong việc chảo lửa Defanso. Như tôi nói trên, đây là một cái trận chiến mang tính chiến có ý nghĩa chiến lược. Và nếu thất bại trong trận chiến này thì gần như là thì toàn bộ kế hoạch của Ukraine bị phá sản. Và Ukraine thực chất là dù sao thì châu vẫn ủng hộ Ukraine cho đến thời điểm này. Và vì vậy cho nên họ tránh cho Ukraine một cái thất bại. Cho nên họ phải ngay lập tức có một giải pháp chính trị, ngoại giao. Thứ nhất là ngừng bắn, họ đề xuất ngừng bắn với Moscow. Thứ hai là giải pháp khẩn cấp là phải tìm giải pháp chính trị, ngoại giao. Chúng tôi cho rằng là chiến tranh của Ukraine hiện nay chỉ đang trên hai trận tuyến, một là trên thực địa, hai là trên ngoại giao. Nhưng Pháp nói thì mỗi lần mà trên thực địa tư thế thủ bên nào đó thì tự nhiên là hoạt động ngoại giao nó rõ lên. Hiện nay trên thực địa cũng như vậy, trên thực địa lực lượng đòi Liên bang Hóa đang giành ưu thế chiến lược. Và chính vì vậy cho nên khi họ nhận chính quyền Ukraine và cả nước phương Tây nhận thấy rằng bây giờ quân sự là bế tắc và thậm chí là thất bại, cho nên phải dùng đến giải pháp quân sự, giải pháp ngoại giao. Đây là lý do mà buộc nguyên thủ hai nước châu Âu là phải khẩn cấp bay đến Kiev và sau đó sang Moscow. Cái chuyện mò sáng bay sang Moscow trong một bối cảnh mà toàn bộ phương Tây đang bao vây cẩn mật, đang liên đàn Nga xâm lược Nga mà lại bay sang Moscow để nói chuyện với Putin, là đây là một cái chuyện chưa từng có. Đấy là tôi cho là chính xuất phát từ cái cục diện tình hình hiện nay ở trên chiến trường Ukraine. Và thứ hai là họ muốn ngăn chặn một cái thảm họa. Nếu mà thành công giải phóng ngoại giao thì Mỹ sẽ thôi viện trợ vũ khí cho Ukraine. Còn nếu thất bại thì Mỹ sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine và lúc đó thì sẽ đẩy cuộc xung đột này trở thành một cái chảo lửa rất đáng lo ngại giữa lòng châu Âu mà thiệt hại trước hết là cứng. Đây là lý do. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, như vậy rõ ràng là chuyến thăm này của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Kiev và tới Nga thì mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Vậy thì cái kết quả của chuyến thăm này như thế nào và nó có cái tác dụng ra sao trong cái việc là xoa dịu cái điểm nóng Ukraine hiện nay? Sự kiện mới nhất là Tổng thống Pháp và ba Thủ tướng Đức sang Moscow hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Cuộc gặp của họ kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ và theo tôi, bản thân hai vị của châu Âu mà sang Moscow để gặp ông Putin là từ đó là vô cùng quan trọng. Còn kết quả thì đến giờ phút này chưa rõ ràng. Vì sao? Vì các bên liên quan đều đang tương đối kín tiếng về những cái nội dung mà họ thảo luận trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Cái hành trang mà hai vị lãnh đạo của châu Âu mang từ Kiev sang đấy, những cái dự thảo gì, đề xuất gì thì cũng các bên cũng rất kín tiếng. Thì sau cuộc gặp giữa ba vị ở Điện Kremlin trong gần 5 tiếng đồng hồ thì hiện nay các bộ phận giúp việc của ba nhà lãnh đạo của ba nước này đang soạn thảo những cái văn bản cần thiết. Và hôm nay ngày Chủ nhật 8 tháng 2 đấy thì các vị này sẽ điền đàm tiếp với nhau để xem xét những gì mình đã bàn bạc, là các bộ phận giúp việc đã ghi thành văn bản rồi trao đổi với nhau. Còn thêm việc trao đổi với Tổng thống Ukraine Poroshenko nữa, như vậy là có thể là tay tư hoặc là giữa hai ông châu Âu với Tổng thống Ukraine rồi quay lại liên lạc với Tổng thống Nga, vân vân, đi tới những cái thỏa thuận gì đấy. Do đó hiện nay dư luận chưa thể rõ được có thỏa thuận được hay không, hay là không, hay là có, thì vấn đề cũng đang bỏ ngỏ. Nhưng sự việc
sự kiện mà các bên đã liên lạc với nhau, gặp gỡ nhau ở cấp cao như thế, và có thể nó con thoi giữa thủ đô bốn nước Ukraine, Pháp, Đức và Nga là rất quan trọng. Ở đây ta thấy một điều về mặt bối cảnh thì đại tá Lê Thế Mộng đã nói, tôi xin nói thêm một ý để rõ thêm. Tức là nhìn vào đây thì có vẻ như sự tham gia của Mỹ trong cái diễn biến mới nhất này là không có. Nhưng mà cũng nhiều nguồn tin cho thấy là vẫn có sự dính dáng của Mỹ ở đây. Bởi vì bản thân ông Kerry là sang thăm Kiev hôm thứ năm vừa rồi. Ông đã gặp Thủ tướng Yeltsin. Rồi ông Kerry cũng cho biết là Mỹ cũng nắm được những nội dung của những cái trao đổi giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Ukraine, vân vân. Do đó thì tuy là thể hiện cái sự độc lập và cái sự quan tâm đến giải pháp Ukraine mà có bớt cái phần can dự của Mỹ đấy từ phía hai nhà lãnh đạo châu Âu, nhưng ở đây cũng phải chờ đợi phản ứng của nước Mỹ nữa. Do đó một kết quả chúng ta còn phải chờ đợi thêm, bởi vì hiện nay con sẽ ngày hôm nay chủ nhật họ còn tiếp tục đàm thoại với nhau về vấn đề này. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Nhân viên nhà báo Nguyễn Đăng Phát cũng nhắc tới chuyến thăm của ông ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Kiev. Thì trong cái chuyến thăm này chúng ta cũng có thể nhận thấy một cái dấu hiệu mà ông John Kerry cũng đã đưa ra, đó chính là Mỹ vẫn đang xem xét một cái lựa chọn, đấy là có khả năng là sẽ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine. Phía Nga thì phản đối kịch liệt. Theo đại tá Lê Thế Mẫu, liệu cái chuyến ngoại giao con thoi giữa Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức với Kiev và Nga trong cái thời gian này thì có hóa giải được những cái khả năng, ngăn chặn được khả năng vừa rồi mà Mỹ đã đưa ra? Theo quan sát của tôi thì tôi cho rằng là thì chuyện ngoại giao con thoi của Thủ tướng Đức với Tổng thống Pháp sang Kiev và sang Moscow với cái tuyên bố của Mỹ là cân nhắc viện trợ vũ khí, tôi cảm nhận cái điều là tất cả những câu chuyện này đều nằm trong kịch bản, nằm kịch bản nào đó, chứ chúng ta xem ra có vẻ như Mỹ là không có vai trò gì thực hiện đấy, nhưng mà thực ra Mỹ đóng vai trò rất là quan trọng và gần như là quyết định, bởi vì là ta thấy rằng là cái việc mà Mỹ vẫn đưa ra, thậm chí là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố là ông ủng hộ quyết định và đề nghị là viện trợ vũ khí nóng của Ukraine, còn Bộ Ngoại giao thì còn có vẻ cân nhắc. Thực ra cái đòn đấy là cái đòn vừa đánh vừa xoay, tức là vừa gây áp lực đối với Moscow, vừa là tạo cái tiền đề cho Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sang đàm phán với Putin để hy vọng ông Putin có một cái nhân nhượng nào đó. Tôi nghĩ rằng hai câu chuyện này là đều nó bổ sung nhau trong một kịch bản hết sức là bài bản, chứ không phải ở đây tất nhiên cũng không loại được khả năng của cả bên mâu thuẫn quan điểm như tôi nói trên. Tức là châu Âu về Mỹ hiện nay mâu thuẫn quan điểm trong cái giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng cũng không thể loại được khả năng là hiện nay là Mỹ vẫn gây sức ép đối với Moscow, bởi vì chúng ta biết rằng vừa rồi thì bao vây cổng vận kinh tế tất cả thứ đều không lay chuyển quan điểm của ông Putin. Về nay thì phải dùng đến trước hết cái bước đầu tiên là giải phóng quân sự, tức là viện trợ vũ khí để có thể lập lại thế áp đảo trên chiến trường về phía chính quyền Nga so với lực lượng đòi Liên bang hóa. Cho nên là theo tôi nghĩ thì ở đây nằm trong kịch bản là có lẽ là thống nhất, và vai trò của Mỹ ở đây vẫn là đóng vai trò, theo tôi vẫn là đóng vai trò, mặc dù vẻ như bên ngoài cũng nổi bật nhưng vẫn là mặt đóng vai trò quyết định trong khi giải quyết cùng cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng cùng mặt khác cũng có thể biểu hiện một cái động thái, tức là Mỹ cho rằng là cái cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay sử dụng giải pháp quân sự là biệt tắc, cũng không loại trừ một khả năng như vậy. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời với những ý kiến phân tích rất sâu sắc trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, như vậy là trong thời lượng gần 30 phút của chương trình thì cùng với hai vị khách mời chúng ta đã phân tích những diễn biến tình hình tại Ukraine trong những ngày vừa qua. Và có thể thấy rằng diễn biến tình hình thế giới trong những ngày đầu năm 2015 này thì chứng tỏ trong năm nay thì cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn sẽ là điểm nóng, thu hút sự quan tâm hàng đầu của dư luận quốc tế. Diễn biến ở điểm nóng này thì sẽ có tác động nhiều chiều tới tình hình chính trị thế giới, và chúng ta sẽ trở lại với chủ đề này trong các chương trình Người quan sát tiếp theo trong năm 2015. Chương trình Người quan sát tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.